Nhiều tháng nay, các thầy giáo mang quân hàm xanh thay nhau đứng lớp, gieo chữ cho bà con khu vực Suối Khôn ở xã vùng biên tỉnh Gia Lai. Tại khu vực Suối Khôn, cụm dân cư có khoảng 100 hộ với 561 khẩu. Bà con tuy sinh sống trên địa giới hành chính xã Iamơ nhưng lại là người dân tộc do xã Iapơ quản lý. Cuộc sống bà con ở đây còn nhiều khó khăn, chỉ nhờ cây lúa rẫy, cây mì để qua bữa. Chỉ vì cái bụng chưa no nên nhiều người không có thời gian để đi học chữ, Trung tá Nguyễn Văn Thành, chính trị viên đồn biên phòng Ia cho biết, khu vực Suối Khôn có hơn 70 bà con là đồng bào dân tộc thiểu số Jarai chưa biết chữ. Nhiều người hàng ngày bám nương vẫn luôn mong mỏi biết đọc, biết viết. Đồn đã xây dựng kế hoạch và báo cáo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh để xin mở lớp xóa mù chữ. Từ cuối tháng 4, lớp học đầu tiên được mở với 15 học viên. Mỗi tuần, các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng chia nhau đứng lớp 3 buổi, giảng dạy hai môn chính: toán và tiếng Việt. Đại úy Nguyễn Văn Luân kể cuộc sống bà con ở đây còn nhiều khó khăn lạc hậu để bà con đến lớp chúng tôi phải đến từng nhà động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho bà con đi học ban đầu cũng khó khăn nhưng thấy người lớn tuổi đi học thì thanh niên đàn bà trong làng cũng đi học theo